Rồi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Văn phòng Sức Khỏe. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu mọi người về một cái loại cây nhá. Thời gian vừa qua thì nó lại khá là hot anh ạ. Rồi, cái này thì mình được người ta cho nhá. Nhưng mà mình để trong tủ lạnh ấy. Mãi hôm nay mình nhớ ra mới làm video được. Nên là nó lá nó cũng hơi uống một chút mọi người thông cảm. Nhưng mà mình cũng thể thấy rằng với cái lá này thì nó khá là bền nhá. Mình để trong tủ lạnh phải hơn một tuần rưỡi, khoảng 2 tuần mà cái lá của nó vẫn khá là tươi. Tất nhiên là nó cũng có vài lá bị mục ở đây. Đó. Nhưng mà ngày nay mình sẽ giới thiệu mọi người về cái cây bồ công anh, cái tác dụng của cây bồ công anh nhá. Rồi đầu tiên cho mọi người xem qua một chút về cái hình dạng của cái cây này thì nó sẽ như thế nào. Đây. Đây là mấy cây nó còn khá là tươi nhá. Đây. Cái lá thì nhìn nó khá là giống cái lá mùi tàu mọi người ạ. Đây, lá rất giống lá mùi tàu. Nhưng mà mùi tàu thì nó là gai kiểu đều nhau và răng cưa rất là sắc. Cái lá này cứ thỉnh thoảng nó lại làm một cái chỉa ra nhìn như kiểu vẩy rồng ấy. Đó. Khá là đặc biệt. Đấy, cho bạn là muốn nhận dạng cái cây bồ công anh thì nó sẽ như này. Đây cái lá của nó đây, đây là cái lá còn khá là tươi và để sau 2 tuần nhá. Mà lá nó còn rất là xanh. Đây này. Đây là cái lá, đây, cái mũi của nó nhọn như này. Và nó có thì nó có vài cái chìa ra như này và cũng không đối xứng nhau nhá. Có cái thì đối xứng, có cái thì không này, đây ví dụ cái này nó có đối xứng nhau này. Đây cái này cũng đối xứng này. Nhưng mà nó những cái vây vây thì nó không đối xứng nhá. Và lá tươi thì nó có màu xanh xanh tươi như này. Đấy. Đấy, một búi của nó sẽ là như này. Cái này thì nó cái hoa bồ công anh thì rất là nổi tiếng ở trong các tác phẩm văn học rồi. Bài hát các thứ thì người ta sẽ có rất nhiều. Cái bồ công anh này, bồ công anh tung bay trong gió các kiểu ấy. Đó. Đây cây này còn khá là đẹp. Còn những cái này nó chỉ còn vài cái cọng người ta bẻ thôi anh ạ. Đây. Nhìn rất giống, lúc đầu thì mình tưởng rất là giống mùi tàu nhá. Rồi đó là nhận diện về cây bồ công anh. Rồi, thế cái cây này nó có tác dụng là gì? Thì cái cây bồ công anh được biết đến nó như là một loại dược liệu dùng trong y học cổ truyền. Và cái loại cây này thì được rất nhiều người sử dụng để chữa bệnh. Rồi, một số cái đặc điểm của cây bồ công anh ở trong tự nhiên. Thì cây bồ công anh tên tiếng Anh của nó là Tarasacum Opsinale, là một cây sinh trưởng hết sức phổ biến ở khắp nơi trên thế giới. Và nó là thuộc cây cỏ có hoa với các đặc điểm này. Lá của nó thì là thường mọc sát đất và có đường viền trơn nhẵn và có hình răng cưa. Hoa của bồ công anh ở đây rất tiếc là mình không có cây hoa bồ công anh nhé, mọi người có thể xem trên mạng. Và tí mình sẽ chèn hình hoa ở đây. Nó thường có màu trắng nhỏ li ti, nở thành chùm và có hình dạng như là đám mây, cũng rất là đẹp. Đó. Rễ và cành của bồ công anh. Ở đây thì người ta nhổ mất rễ rồi. Rễ của nó thì là loại rễ đơn, mọc thẳng và đâm sâu xuống đất. Đó. Và thường chiều dài của rễ sẽ tỷ lệ thuận với sự phát triển của cái tán lá nhá. Và từ lâu thì bồ công anh luôn là một món salad khoái khẩu, tức là ăn được nhé, ăn sống được với nhiều protein, như là nó còn tốt hơn cả rau chân vịt nhé, rau bina, vì trong thành phần rễ và lá nó có rất nhiều các chất như là magie, kali, phosphor, mangan, canxi, sắt và các loại vitamin như là A, C, E, K, B1, B2 và cả B6 nữa. Đó. Ăn sống được thành món rau nhá. Cái tác dụng của nó đối với sức khỏe thì mình sẽ điểm qua một số các cái công dụng tuyệt vời của nó. Rồi, đầu tiên là cải thiện về tiêu hóa. Nó chứa có một lượng lớn là inulin. Đó là cái chất xơ chưa tiêu hóa. Và cái chất này nó sẽ giúp và tăng cường cho hệ tiêu hóa. Nên qua nhiều người ta test rồi, uống thử các kiểu thì bồ công anh có hỗ trợ rất là tốt cho tiêu hóa anh em ạ. Nó đầy bụng chướng hơi ăn này vào thì nó rất là dễ chịu. Đó. Cái thứ hai đó chính là cái bồ công anh này nó có tính lợi tiểu. Nên là nó sẽ giúp cho tốt cho hệ tiết niệu. Nó giúp cho đào thải độc tố. Cái lá chỗ này nó phải bỏ đi này. Cái này nó bị thâm mất rồi. Đó.
để cái này nó không bị thối này. Rồi. Và giúp thải độc tố ở trong thận và tăng cường các cái lợi khuẩn tốt cho hệ tiết liệu nhá. Đó là công dụng thứ ba của cái này thì được chị em truyền tay nhau rất nhiều, đó chính là cái lá bồ công anh này, nó giúp giảm cân anh ạ. Đó. Chị em ạ, đó. Trên thực tế thì bồ công anh có tác dụng giảm cân bởi cái chất inulin này. Khi được hấp thụ vào cơ thể, nó sẽ giúp mình là cảm giác là mình đỡ đói, cảm giác mình no, thì nó sẽ tạo ra một cái là khiến cho người ta là có cảm giác no, người ta không cần phải ăn nữa, và nó sẽ giúp là mình không phải nạp thêm các loại thức ăn khác. Đó. Nó như là một cái loại một chất mà giúp đấy, cái này miếng này nó cũng bị thâm này, mình sẽ bỏ đi, vừa nhặt vừa bỏ hết này, bỏ luôn cái đoạn này. Đó. Nó giúp cảm giác lo lâu hơn và giảm cân nhá. Cái này thì nhà nào mình có các cụ và là người thân bị bệnh tiểu đường thì cũng nên lưu ý về cái lá bồ công anh này. Thì nó hỗ trợ là kích thích tuyến tụy. Đó, cái này bị thâm này. Đó rồi, miếng lá vứt đi. Tiết ra insulin. Đó. Và cũng giống như là thuốc lợi tiểu tự nhiên thì để nó sẽ làm giảm bớt cái lượng đường thừa ở cơ thể. Và nên là rất thích hợp cho người mắc bệnh tiểu đường và bị bệnh tiểu đường nhé. Đó. Vừa kích thích tiết insulin, vừa giúp giảm cái lượng đường trong cơ thể. Đó, nó bài tiết ra. Đó. Rồi thứ 5 hay thứ 6 nhỉ, không nhớ. Rồi. Thì cái bồ công anh này nó sẽ giúp giải nhiệt và thanh lọc cơ thể. Đó. Cái này thì nó rất giống là cái này nó cũng bị ấy này. Rất giống cái nước giải khát nhé. Đó. Rồi. Mình có thể uống cái bồ công anh này, nó sẽ giúp lợi tiểu, giúp cho thận bỏ được các độc tố, thanh lọc cơ thể, mát gan. Đó, khá là tốt. Thứ 7 là cái bồ công anh này nó sẽ giúp hỗ trợ điều trị các bệnh về da. Rồi. Trong cái lá của bồ công anh này này thì nó sẽ có cái chất dịch trắng như sữa. Để nhầm bóp cho mọi người xem này. Đây này. Khó nhìn quá, chả thấy trắng như sữa gì. Đây này. Cái này lúc mình rửa nước rồi. Đấy. Thì nó sẽ giúp là sát trùng này, loại bỏ côn trùng này, diệt nấm và có tính kiềm. Đó. Khá là cao. Và cái này nó sẽ là cái thảo dược để điều trị các vấn đề, các bệnh về nấm hoặc là vi khuẩn ngoài da, hoặc là các bệnh bị kiến đốt hay là ong đốt ý. Mình có thể dùng cái lá của cái bồ công anh này mình trà sát để cho nó đỡ ngứa mà nó sát trùng nhá. Rồi, thêm một cái công dụng nữa của cái lá bồ công anh này, đó chính là nó sẽ giúp bổ sung canxi cho hệ xương. Bồ công anh thì nó sẽ là nguồn cung cấp canxi rất dồi dào cho các xương khớp, giúp cơ thể luôn chắc khỏe. Và đồng thời thì trong bồ công anh có lượng lớn các chất chống oxy hóa nhá, như là luteolin và vitamin C, có tác dụng là ngăn ngừa siêu ý kiểu như là suy yếu xương và giảm mật độ xương, giúp chúng ta bị đỡ bị tránh lão hóa nhá. Bạn nào mà đau xương khớp thì xài cái này, mình vứt đi khá nhiều, dùng cái này cũng chuẩn bài luôn. Rồi còn cái công dụng này thì mọi người mua tìm săn cái lá này khá nhiều này, đó chính là phòng chống ung thư. Và theo kiến thức y học cổ truyền ấy thì một trong những khả năng đặc biệt của bồ công anh đó chính là phòng chống nguy cơ mắc ung thư đối với các bệnh như là ung thư vú này, ung thư tiền liệt tuyến này, vân vân. Và qua nhiều nghiên cứu ấy, ở các nhà thảo dược học này rồi các nhà đông y ấy, thì người ta bảo là trong rễ này và gốc của nó thì có thể là kháng lại các cái hóa trị, để nó sẽ giúp cho là tránh làm ảnh hưởng đến các cái tế bào mà bị nó khỏe mạnh ấy. Ví dụ nhà có người ở trong giai đoạn chạy hóa trị ung thư ấy thì mình dùng cái lá này nó sẽ giúp là bảo vệ các cái tế bào khỏe, còn hóa trị thì nó sẽ diệt các cái tế bào ca đó. Dùng nó như một thực phẩm bổ sung trong cái việc điều trị ung thư cũng được. Rồi, ở phần tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu về cách sử dụng cái bồ công anh này sao cho hiệu quả nhé.